Đây là lần đầu tiên tôi được trình diễn trang điểm tại Việt Nam. 저희 다보비 컬 라인이 새롭게 출시되어 잠깐 소개해드리러 왔습니다. 아, hôm nay tôi có mặt ở đây để giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm trang điểm mới của Dabo Makeup và cũng xin trình diễn trang điểm tại không gian này. 먼저 처음 소개해드린 제품은 다크 토너 프라이머입니다. 라 dòng sản phẩm Prime. 보통 프라이머라고 하면 아티스트들이 메이크업 전 필수 제품인데요. 아, 상품의 tên đó là các Auto Tone Prime. Thông thường thì các chuyên gia trang điểm đều sử dụng. Thường các chuyên gia trang điểm đều sử dụng sản phẩm này như là một thành phần không thể thiếu trong khi trang điểm. 여기에 미백 기능성 성분을 추가해서 기미 상태를 제거해주면 sản phẩm này thì có bổ sung thêm thành phần làm trắng da, vì vậy sẽ giúp cho các bạn tạo ra một lớp nền rất hoàn hảo. Ngoài ra thì có thành phần làm chống lão hóa, giúp cho làn da được tươi trẻ. 제품 개봉해 보시면 핑크빛 컬러가 칙칙한 피부 톤을 맑고 데크닝 없이 커버해주고 있고 피지 컨트롤 기능 À, khi các bạn mở dòng sản phẩm này ra thì sẽ cảm thấy đây là một dòng sản phẩm rất mềm mượt, sử dụng trên da rất là tiệp vào da và sẽ duy trì cho các bạn một lớp nền hoàn hảo trước khi trang điểm. 오후만 되면 베이스가 무너지시는 분들은 피부톤을 자연스럽게 톤업 되시고 싶으신 분들은 thông thường khi trang điểm từ buổi sáng đến chiều lớp nền của chúng ta sẽ bị trôi đi. Chính vì vậy nếu quý vị muốn duy trì lớp trang điểm tự nhiên suốt cả ngày thì đây là một sản phẩm không thể thiếu đối với quý vị. 바르실 때는 넓은 모공 부위와 요철 부위와 눈과 이마, 코선 쪽 다크닝이 있으신 분들을 발라주시면 됩니다. 아, 키 보일 렌즈 thì chúng ta chú ý để duy trì một lớp nền mỏng. 아, 키 파 멤브레이너 này chúng ta sẽ dùng bông phấn trang điểm cho chốt trên bông phấn và bắt đầu dặm đến phần da tối trước trên khuôn mặt. Có thể là theo dõi 얼굴 전체를 바르시는 게 아니라요. Cái này chúng ta sẽ không thoa trên toàn bộ khuôn mặt. 모공과 다크닝 색이 좀 심하신 부위만 발라주신다고 생각하시면 됩니다. 다 주요 tập trung vào những khu vực lỗ chân lông lớn và những vết nổi lõm hoặc là những chỗ sẹo, chỗ thâm ở trên khuôn mặt. 모공이 있으시면 흡연수보다는 손으로 살짝 두골 있으신 분이 đối với những khách hàng có lỗ chân lông lớn hoặc có nhiều vết nám thì chúng ta sẽ có thể dùng tay để trực tiếp bôi sản phẩm thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với dùng bông. Khi dùng tay thì chúng ta có thể điều chỉnh hết sức là chi tiết và tự nhiên. Sản phẩm thứ hai tôi sẽ giới thiệu cho các quý vị. Đó là sản phẩm BB Fit Foundation. 컬러는 라이트 베이지, 바닐라 베이지, 미디엄 베이지, 허니 베이지 총 네 가지 컬러로 구성되어 있고요. 산 컬러는 sẽ gồm 4 màu là light beige, vanilla beige, medium beige và honey beige. 라이트 베이지는 쿨톤에 어울리는 핑크빛 베이지 컬러시고요. 산 컬러는 light beige là tông màu trắng hồng phù hợp với những khách hàng có vanilla beige. Vanilla beige là tông trắng ánh vàng phù hợp với tông da ấm. Medium beige는 생동감 있는 natural beige 색상이시고요. Và sản phẩm medium beige là tông da tự nhiên tràn đầy sức sống. Honey beige는 건강한 느낌을 주는 톤다운 beige 색상입니다. Cuối cùng là honey beige là tông màu vàng đồng đem lại cho các bạn một làn da khỏe khoắn. 우리는 원래 중국에서 피부 수술을 원형 재생 크림을 시작되었지만 대중화되면서 메이크업 기능이 강조된 제품으로 거듭났습니다. 아, sản phẩm kem nền BB cream như các bạn cũng biết xuất phát là một sản phẩm được dùng cho các bệnh viện về da liễu tại Đức để chữa trị cho những bệnh nhân có vấn đề về da. Tuy nhiên sau này khi nó đã trở thành lại một sản phẩm phổ biến thì đã rất là được khách hàng trên thế giới yêu thích. 한국 연예인들 사이에서 생얼 넓힘 이후에 다양한 기능을 추가하는 제품이 출시되었는데요. Đối với những nghệ sĩ hoặc là những phát thanh viên truyền hình tại Hàn Quốc thì khi được hỏi bí quyết của một khuôn mặt ngọc đẹp tự nhiên của họ là gì thì câu trả lời chính là BB cream. 커버력이 떨어지는 단점이 있으셨습니다. Tuy nhiên BB cream thì có một nhược điểm đó là khả năng che phủ không được lâu. 저희 다보는 여기에 파운데이션 기능을 추가해서 커버력을 높이고
Tuy nhiên sản phẩm BB Fit Foundation của hãng Nano Makeup thì đã bổ sung thêm rất là nhiều tính năng vượt trội của BB Cream, đồng thời bổ sung thêm tính năng che phủ lâu dài. Khi làm như vậy thì chúng ta có thể tạo ra một khuôn mặt có chiều sâu hơn, hay còn gọi là khuôn mặt 3D, và cũng tạo ra cho khuôn mặt mình có cảm giác có thon gọn hơn. Ngoài ra chúng ta sẽ dùng thêm cọ nữa để đưa dần đều ra phía bên ngoài của khuôn mặt. Thì sẽ có cái làn da nó trắng hơn và có thể che được cái điểm yếu hơn.
Bản thân thì hôm nay tôi sử dụng một số lượng sản phẩm rất ít rất là nhỏ để tạo ra một lớp nền mỏng. Chúng cái ưu điểm của sản phẩm của chúng tôi là cái mùi hương, mùi hoa hồng thoang thoảng rất là dễ chịu, có thể giúp ích cho quý vị trong việc thư giãn cơ thể cũng như là tinh thần. Ở đây thì tôi sử dụng cọ để đánh phấn phủ, bởi vì khi sử dụng cọ thì chúng ta có thể đi sâu vào những từng những lỗ chân lông nhỏ nhất, giúp cho cái nền và cái lớp phấn phủ nó đủ đều hơn thay vì là sử dụng cái bông phấn thông thường. Tương tự giống như là cái foundation lúc nãy ấy, thì thay vì sử dụng một màu thì tôi trộn hai màu, mix hai màu là màu số 23 và số 23 để duy trì một làn da tự nhiên nhất. Phần sản phẩm số 22 thì tôi bắt đầu đánh từ trên trán và số 2 phần 2 gò má, phần quanh mũi, phần cằm, phần nhân trung. Khi dùng cọ thì chúng ta có thể đưa cọ tán nhẹ và tán nhẹ dần dần cho lớp nền được tự nhiên. 요거는 팩트 타입이세요. 집에서 쓰시는 가루 타입에 파우더 분단 몇 배나 더 압축해 놓은 거기 때문에 살짝만 바르셔도 커버가 맞게 되시니까 너무 많이 바르시게 되면 뜨시는 느낌이 드시거든요. 브러쉬 양 조절하셔가지고 살짝 유분감만 없애는 정도의 느낌으로 발라주시면 돼요. khi đánh phấn phủ thì chúng ta cũng không nên là sử dụng quá nhiều phấn phủ, đặc biệt là khi dùng cọ thì chúng ta sẽ đưa nhẹ nhàng từng chút một như vậy thì cái đấy nó sẽ bám được nhiều hơn. Sẽ duy trì được làn da trắng sáng mịn màng trong thời gian lâu hơn. 13번 컬러로 양 가의 자리를 한번 쓸어주실 거예요. Tôi sẽ sử dụng cái màu số 23 là màu tối hơn một chút để đánh vào những cái khuôn mặt viền của khuôn mặt. 그러면 자연스럽게 음영이 생기겠죠? Như vậy thì chúng ta sẽ khi sử dụng mix như vậy thì khuôn mặt của chúng ta sẽ có chiều sâu hơn và cảm giác như khuôn mặt thon gọn hơn rất là nhiều. 이렇게 음영을 주는 이유는 한 가지 컬러로만 발라두시면 얼굴이 넓적해 보이고 자연스러운 입체감이 형성이 안 되세요. 그러니까 이렇게 본인 컬러랑 본인 컬러보다 한 단계 조금 더 어두운 컬러가 아니면 본인 컬러보다 한 단계 더 밝은 컬러가 이렇게 믹스해서 쓰시는 게 좋으세요. 보통 뭐냐면 chúng tôi là cơ chuyên trang điểm thì thường chúng tôi cũng khuyên khách hàng là nên sử dụng hai sản phẩm kết hợp như vậy. Tại vì nếu như chỉ dùng một sản phẩm một màu nền thông thường thì màu phấn phủ thông thường thì chúng ta sẽ cái khuôn mặt của chúng ta không có chiều sâu mà nó sẽ rộng hơn, và chính vì vậy mà để tạo ra khuôn mặt thon gọn và không có điểm nhấn, có chiều sâu thì chúng ta có thể kết hợp được hai màu. Đây là một cách rất là hiệu quả, mong quý vị có thể thử cái phương pháp này ở nhà của mình. Sản phẩm thứ tư tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn đó là sản phẩm bút kẻ mắt Brows Eyeliner Dabo Wonder Fishing. Với đầu cọ mềm và dễ điều chỉnh, đầu bút mềm và dễ điều chỉnh cho các đường kẻ mắt cực mảnh, cực sắc và đậm đẹp khi khô. Chúng ta có thể trình diễn được những cái đường nét kẻ của bút này, những đường nét đậm hoặc là nét mảnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta sẽ lấy một phần đi mắt và chúng ta có thể chấm một số điểm cơ bản. Ví dụ như bảo vệ môi, cải thiện dưỡng ẩm, giúp cho môi